Mình không phải Chiêu Thuần, mình là Thiên Tống. Mình không phải Chiêu Thuần, mình là Thiên Tống. Mình không phải Chiêu Thuần, mình là Thiên Tống. Mình không phải Chiêu Thuần, mình là Thiên Tống. Rốt cuộc mình là ai? Thiên Tống, anh đang làm gì vậy? Anh muốn về Singapore. Về Singapore? Tại sao vậy? Không tại sao hết. Anh chính là muốn về Singapore. Thiên Tống, anh đừng kích động như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh chịu không nổi nữa rồi. Anh phải về Singapore. Anh phải về Singapore. Anh phải về Singapore. Thiên Tống, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Liệu quá. Em nói anh biết. Em nói anh biết đi. Rốt cuộc anh là Thiên Tống hay là Chiêu Thuận? Rốt cuộc anh là Thiên Tống hay là Chiêu Thuận? Thiên Tống không, Chiêu Thuận. Anh là Chiêu Thuận. Anh chính là Chiêu Thuận. Nhưng mà Tâm Lan đột nhiên nói với anh, anh không phải là Chiêu Thuận, anh là Thiên Tống. Không thể nào. Cô nói sau lưng Chiêu Thuận không có vết bớt, cho nên anh không phải Chiêu Thuận. Vậy anh cảm thấy sao? Anh cảm thấy anh là Chiêu Thuận. Vậy chị nói gì? Cô muốn anh lập tức rời khỏi ngôi làng này. Nếu như anh vẫn còn tiếp tục ở lại đây, sẽ tổn thương đến tụi nhỏ và tổn thương cả mẹ. Chị nói như vậy thật sao? Nhưng anh có thể cảm nhận được, khi Tâm Lan nói ra những lời nói này, trong lòng cổ cũng rất đau khổ. Em nói đi, anh còn có thể tiếp tục ở lại đây tổn thương họ sao? Tại sao anh không phải là Chiêu Thuận? Anh không phải chồng của cổ, tại sao vậy? Thiện Tống, Thiện Tống, lúc trước trở về với Tâm Lan là vì muốn giúp đỡ nhà họ, làm người cha tốt, người con tốt, người chồng tốt. Nhưng mà thật không ngờ, anh lại là người làm tổn thương đến nhà họ. Anh phải làm sao? Anh phải làm sao? Tâm Lan nói rất đúng, anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không được tổn thương tới họ nữa. Cho nên ngày mai anh sẽ đi. Liệu qua, ngày mai chúng ta trở về Singapore đi. Tất cả mọi lỗi lầm anh sẽ giải thích với ba của em. Anh sẽ xin ông ấy tha thứ, là lỗi của anh. Anh sẽ xin ông ấy tha thứ. Anh không thể hoàn thành tâm nguyện của ba ấy, là lỗi của anh. Tống, anh sẽ xin ông ấy tha thứ. Anh đừng nói nữa. Anh sẽ xin ông ấy tha thứ, là lỗi của anh, là lỗi của anh, là lỗi của anh. Chúng ta đừng nói nữa mà. Là lỗi của anh. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Được rồi. Ba ơi, ba ơi, lạ quá, ba đâu mất tiêu rồi? Sao mình không thấy ba đâu hết à? Ba, ba ơi, ba, ba ơi, ba, ba, ba đâu? Ba, ba ơi, ba, ba ơi, ba nội, ba đâu mất rồi? Sao tụi con không nhìn thấy ba gì hết? Có phải ba con chưa về nhà không? Ba sẽ không về nhà nữa đâu. Không về nhà? Sao lại không về nhà? Người đó không phải là ba của tụi con. Tôi đã kêu người đó đi rồi. Con không tin. Hồi sáng ba đã hứa với con là sau khi tan học sẽ làm việc chung với tụi con mà. Đúng đó. Người đó chính là ba của tụi con, đâu có sai đâu. Người đó là ba của tụi người con. Người đó không phải ba của tụi con, chỉ là khuôn mặt giống với ba tụi con thôi. Đó không phải là ba của tụi con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, người đó là ba tụi con mà. Mẹ ơi, mẹ, mẹ nói đi. Kiến Hiền à, Kiến Hiền, Kiến Hiền, Kiến Hiền, Kiến Hiền, nghe đâu lại, nghe lại nói. Người đó không phải, người đó không phải là ba tụi con, không phải, không phải. Mẹ, mẹ ơi, Tầm Lan, sao Tầm Lan, mẹ ơi.
Lan, con không sao chứ? Tầm Lan, mẹ ơi, Tầm Lan, mẹ ơi, mẹ. Con trai của tôi. Mẹ, mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Con biết trong lòng mẹ rất đau, nhưng mà mẹ như vậy sẽ hại cho sức khỏe. Nghỉ ngơi sớm đi có được không? Mẹ, thật sự xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con không nói chuyện với mẹ đã để Diêu Thuận đi. Con thật sự xin lỗi mẹ. Diêu Thuận thật sự quá tội nghiệp. Khoảng thời gian ảnh trở về nhà, con có thể nhìn thấy trong lòng của ảnh vì muốn hòa nhập với cuộc sống của chúng ta, đã nghĩ đủ mọi cách để thay đổi. Vì căn bệnh của con mà ảnh đã trở về. Nhưng ảnh thật sự quá miễn cưỡng, quá miễn cưỡng rồi. Mẹ không cảm thấy Diêu Thuận như vậy là tội nghiệp lắm sao? Mẹ, Diêu Thuận con trai của mẹ, là chồng của con, là ba của tụi nhỏ. Con thấy ảnh ngày ngày sống trong buồn bã, vì con muốn hòa nhập với cuộc sống của chúng ta, đã nghĩ đủ mọi cách. Con thật sự đau lòng thay cho ảnh. Con yêu chồng của con, con không thể quá ích kỷ, không thể chỉ vì niềm vui của chúng ta mà để một mình Chiêu Thuận đau khổ như vậy. Con là vợ của ảnh, con nhìn thấy ảnh như vậy trong lòng con đau lắm. Mẹ, chúng ta cho ảnh đi đi. Tâm Lan, mẹ hiểu mà, mẹ hiểu mà. Tất cả những chuyện con làm đều vì gia đình này, vì Chiêu Thuận. Chiêu Thuận là con trai của mẹ. Mẹ cũng không hy vọng nó rời xa mẹ. Mẹ, xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ. Cũng chỉ có như vậy Chiêu Thuận mới có thể sống vui hơn. Tâm Lan, mẹ hiểu rồi. Mẹ hiểu mẹ. Rồi. Chị ơi, em tới rồi nè. Em tới rồi nè. Em đến rồi, Mẫn Văn đâu? Không biết nữa. Hả? Mau lên, mau lên đi. Mau lên, mau lên đi. Hả? Trời ơi, Mẫn Văn sao em chậm quá vậy? Tại Mẫn Mẫn hết đó. Em dẫn nó ra đây. Bà nội hỏi em tụi con muốn đi đâu, nó xem chút là nó cho bà nội nghe rồi. Chị ơi, dẫn em đi gặp ba đi. Mẫn Mẫn, không được nói, không được để mẹ biết đó. Chúng ta móc ngoéo đi. Chuyện này không ai được nói với mẹ hết. Dạ. Nè. Chị ơi, em cũng muốn móc ngoéo nữa. Được. Rồi. Rồi. Nghe chị nói một lần. Một lát khi chúng ta nhìn thấy ba, chị đếm 1, 2 ba, thì chúng ta cùng nhau kéo ba về nhà nha. Dạ. Dạ. Ý, mà đúng rồi chị ơi. Em thấy mình không dẫn Mẫn Văn đi sẽ tốt hơn nhiều. Tại á. Tại sao vậy? Em hay khóc mà lại nhiều chuyện nữa. Nếu mà dẫn em đi nhất định em nói với mẹ sao? Chị ơi, cho em theo đi. Đó, chị thấy chưa? Chưa đi mà đã khóc rồi đó. Được rồi, em không nói không cho nó đi thì nó sẽ không khóc đâu. Mẫn Văn, chúng ta cùng nhau đi gặp ba. Tốt quá. Đi, tốt chúng ta quá. Đi.
Cẩn thận đó. Cái đồ bám theo. Em đi nữa. Chúng ta đi đón ba về thôi. Em muốn ba nè, mình đón ba về em thôi. Em cũng muốn nữa. Ba đi về ba thôi. Em cũng muốn ba về nữa. Đi thôi. Ba ngồi xuống đi. Ba ngồi đi. Đấy. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ba ơi, ba ơi, ba ơi, vui vẻ. Đẹp quá, đẹp quá. Mẫn văn vẽ hả? Còn còn có nè. Hả? À? Con vẽ cũng rất đẹp. Lộc Thiên, tình thân là do trời định, không thể giả được. Tình cảm của tụi nhỏ là ngây thơ và chân thật nhất. Nói cách khác, Mẫn Nguyệt và tụi nhỏ thương yêu anh như vậy, chứng minh anh thực sự là ba của tụi nó. Chuyện trở về Singapore, anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Khoảng thời gian anh ở nhà Tâm Lan, mấy đứa nhỏ cười rất vui vẻ. Anh thật sự cảm thấy, cho dù anh không nhớ lại quá khứ, vì tụi nhỏ, có khổ hơn nữa, anh cũng bằng lòng ở lại ngôi nhà đó. Nhưng mà bây giờ thì... Em nghĩ tâm trạng của Tâm Lan có thể còn đau hơn cả anh bây giờ nữa. Tâm Lan luôn suy nghĩ cho anh. Nếu như anh thực sự là Chiêu Thuận, vậy cổ thực sự là người vợ tốt. Lệ qua, anh cảm thấy những lời khích lệ của em hôm đó, anh rất cảm ơn em. Có nhiều khi anh rất muốn, thật sự rất muốn dẫn em rời khỏi nơi này, đến một nơi nào đó không ai quen biết chúng ta, sống cuộc sống chỉ dành riêng cho hai chúng ta. Thật vậy sao? Thiền Tông, không, Chiêu Thuận, câu nói này phải là em nói mới đúng. Nhưng cho dù anh đi đến đâu, anh cũng không yên lòng được. Em nghĩ chắc là ông trời đang thử thách anh đó. Chiêu Thuận, anh phải cố gắng lên. Mau lên, mau lên. Làm sao đây, ba còn chưa ra nữa. Đừng có gấp, một lát nữa ba sẽ ra thôi. Chúng ta đợi thêm chút đi. Ý trời ơi, chị ơi, mình đợi lâu quá chừng rồi, sao ba còn chưa ra nữa? Hay là ba không có ở trọng? Không có đâu, nhất định là ba chưa có ra khỏi cửa. Chúng ta nhẫn lại đợi ba chút nữa đi. Ừ, nè, cúi đầu thấp xuống đi, đừng để người ta phát hiện. Ra rồi kìa. Ba ra rồi. Ba ra rồi kìa. Ba ra rồi kìa. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba về nhà. Ba về nhà.
vậy? Về nhà với tụi con đi ba. Ba ơi, về nhà đi ba. Đừng bỏ tụi con mà ba. Ba ơi, ba về nhà với tụi con đi ba. Về nhà đi ba ơi. Ba cùng tụi con về nhà đi. Ba ơi, nhớ ba lắm. Ba ơi, về đi ba ba. Ba ơi, ba ơi. Ba về nhà đi ba. Anh không phải là chồng của em. Nếu như anh còn tiếp tục ở lại đây, rồi có một ngày mẹ chồng của anh về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ làm tổn thương tới họ. Anh nhẫn tâm lắm. Ba ơi, ba về nhà đi. Ba ơi, tụi con về nhà đi ba. Chúng ta đi nói với mẹ và bà nội đi ba. Họ nhất định sẽ đồng ý mà. Ba ơi, cùng tụi con về nhà đi. Ba ơi, về nhà đi. Về nhà. Bà nội, mẹ con đã dặn không được đến tìm người này, sao tụi con không nghe lời vậy hả? Cùng bà nội về mau lên, sau này tụi con không được đến làm phiền người ta nữa. Đi bà nội, bà nội, bà nội, tụi con lấy lúc trốn ra như vậy để mẹ tụi con biết được chắc chắn sẽ rất giận. Mau đi về thôi. Bà nội, bà nội, bà về đi bà nội. Bà nội, tụi con có đi không? Tụi con ở bên cạnh ba tụi con. Bà nội, tụi con còn không về nhà thì bà nội sẽ đánh đó. Về nhà mau. Bà nội, tụi con đừng đánh ba. Tụi con muốn ba về thôi. Tụi con muốn bà nội tức chết sao hả? Về nhanh đi. Bà nội, về nhà. Về đó, đừng đánh, đừng đánh. Đứng dậy mau lên, đứng dậy mau lên. Không, đứng dậy thôi. Có thể cho tụi nó ở lại. Tâm Lan đang ở nhà đợi. Nếu tụi nó không về, Tâm Lan sẽ rất lo lắng. Đi thôi. Đi. Bà nội. Theo bà nội về nhà, mau lên. Mau về nhà đi. Con xin nội cho ba về nhà. Bà nội, đi về. Mẫn Nguyệt, con là chị hai. Mau lên, dẫn Kiến Hiền, Mẫn Giang về nhà. Về nhà đi. Bà nội, sau này không được đến làm phiền người ta. Bà ơi, bà ơi, bà về với bà ơi. Kiến Hiền, bà ơi, chúng ta về đi. Bà ơi, chúng ta về thôi. Bà về, Kiến Hiền, Mẫn Giang, bà đi về đi. Bà về đi ba. Bà Kiến Hiền, Mẫn Giang, bà về nhà đi ba. Đi về thôi. Bà ơi, đừng muốn bà. Đi đi. Chính Cát, con ngoan ghê, con biết giúp thím làm việc nhà nữa. Điều nên làm, bây giờ mỗi khi con về nhà đã biết giúp đỡ rồi. Ba con nói con càng ngày càng ngoan. Ba nội, ba nội à, cho ba về nhà đi. Ba nội, ba nội, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ, có chuyện gì vậy? Bốn đứa tụi nó hẹn trước cùng nhau đi tìm ba. Mẹ dẫn tụi nó về rồi. Nội ơi, con nhớ ba. Ba nội, mẹ ơi, mẹ cho ba về nhà đi, con nhớ ba lắm. Mẹ ơi, cho ba về đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho ba về nhà đi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cho ba về. Không được khóc nữa. Mẹ đã nói người đó không phải là ba của tụi con, sau này không được đi tìm người đó nữa. Nhưng mà người đó rõ ràng là ba của tụi con. Mẹ ơi, mẹ cho ba về nhà. Mẹ ơi, sao mẹ không cho ba về? Đừng có khóc nữa. Về nhà đi mẹ. Mẹ đã nói người đó không phải là ba của tụi con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mà con mẹ ơi, mẹ cho ba về nhà đi. Mà mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, bà nội ơi, nội ơi, bà, con cầu xin nội đó, nội ơi, nội ơi, cho ba, nội ơi, cho ba về nhà đi, bà nội, bà nội, bà. À, Thái Hà, em đã nghe nói về chuyện của Tâm Lan và Chu Thuận chưa? Con biết. Nghe nói người đó không phải là chú Út, cho nên thím và bà nội mới để chú ấy đi. Không thể đâu,
Rõ ràng đó là Chiêu Thuận, sao lại nói là không phải chứ? Trời ơi, không phải em từng nói rồi sao? Lễ qua đó, trẻ trung xinh đẹp lại giàu có, thì Chiêu Thuận sao lại có thể chọn Tâm Lan mà không chọn Lễ qua? Lần này nó trở về chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện. Mọi người hãy nhìn đi, đến cuối cùng chú ấy vẫn quyết định trở về bên cạnh Lễ qua thôi. Không, chú không phải loại người như vậy. Con còn nhỏ không hiểu đâu. Chính Cát, để mẹ dạy con. Sự lựa chọn của chú Út không hề sai. Ngươi là phải tiến về phía trước, đương nhiên phải lựa chọn đối tượng vừa có quyền vừa có thế. Sau này con lớn lên cũng nên tìm một người tiểu thư giàu có và xinh đẹp kết hôn mới được. Ha. Em đừng có dạy con chê nghèo mà ham phú quý như vậy. Em đang dạy con, anh đừng có xen vào. Nè, anh đi đâu vậy? Anh đến nhà Tâm Lan xem sao. Sao hả? Chiêu Thuận vừa mới rời khỏi, anh lập tức đến nhà của Tâm Lan để dẫn con về nuôi sao? À, hay quá hay quá. Vậy thì con có bạn chơi rồi. Trời ơi, con đừng có nghe lời bậy bạ của ba con. Nếu như vậy chúng ta sẽ bị lỗ to đó. Anh đó, Thành Thiên Tâm Tư không phải mẹ của anh, là của Tâm Lan. Nhà đó lộn xộn như vậy, Tâm Lan là trách nhiệm của Chiêu Thuận, không phải là của anh. Sau này không cho phép anh nhiều chuyện nữa. Anh là anh hai của Chiêu Thuận, anh cũng nên quan tâm tới em ấy chứ. Có gì mà đáng quan tâm? Tâm Lan cũng không thể quán trách ai hết. Ai quy năm xưa ai cũng không chịu lấy, mà lại đi lấy Chiêu Thuận. Em đang nói đi đâu vậy? Tâm Lan và Chiêu Thuận từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, thanh mai trúc mã. Tâm Lan không lấy Chiêu Thuận thì lấy ai đây? Ủa, Tâm Lan và Đại Hải từ nhỏ tình cảm cũng rất tốt. Anh xem Đại Hải đi, rất khí phách, có ruộng đất, mở công ty, ở nhà lớn. Với lại cũng rất có tình cảm sâu nặng với Tâm Lan. Người đàn ông như vậy rất khó mà có thể kiếm được. Nhưng mà Tâm Lan lại đi lấy Chiêu Thuận. Cổ có bất hạnh ngày hôm nay là tự làm tự chịu. Tâm Lan mới không giống như em nữa. Anh vẫn phải đến nhà Tâm Lan để xem sao. Nè nè nè, không được đi. Tránh ra. Không được đi. Tránh ra. Đứng lại. Nếu anh đi rồi, đừng hòng về nhà nữa. To gan thiệt. Nè Chính Cát à, con đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ khi gia đình Kiến Hiền cùng nhau ăn cơm, chú Út thường hay nói chuyện cười cho họ nghe để cho họ vui. Thím sẽ gấp đồ ăn cho mọi người. Bà nội thường hay nói với tụi nhỏ phải ăn nhiều một chút. Tiểu Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói với bà nội, ăn nhiều thêm nữa sẽ biến thành bé mập đó. Lúc đó gia đình họ thật hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Con luôn nói gia đình họ hạnh phúc thế nào, vui thế nào. Chẳng lẽ chúng ta thì không vui, không tốt hay sao? Em không tin sao? Em đến nhà Tâm Lan xem thử đi. Không đến một ngày em đã cảm nhận được. Muốn em sống trong khu nhà nghèo đó? Nằm mơ. Không những là em không đi, cả anh, con, cả hai người cũng không được đi. Mỗi lần anh đi, không phải tiền ít đi thì thuốc ít đi. Nếu không thì dẫn mấy đứa bé và bà lão về nhà nuôi. Gia đình chúng ta làm sao mà nuôi nổi? Em nói với hai người, cả hai người cũng không được đi. Em đúng là không nói lý lẽ mà. Không nói lý lẽ thì sao? Nếu không sẽ ly hôn với anh. Em ngang ngược vô lý. Ba, Chính Cát, kệ ổng đi, qua đây ăn cơm. Mẹ, mẹ nghĩ ba có khi nào sẽ giống chú Út bỏ nhà ra đi không? Tại sao con lại hỏi như vậy? Bởi vì ba và mẹ suốt ngày đều cãi nhau. Không có đâu, ba của con sẽ không bỏ nhà đi đâu.
Bởi vì ba con không còn chỗ nào để đi. Ăn cơm, nhanh lên. Ăn đi. Nghe lời đi. Ăn nhanh lên. Lâm Chiêu Thuận, em đứng dậy cho anh. Anh làm gì vậy? Em mau theo anh về nhà, quay về bên Tâm Lan. Nếu không anh đánh chết em. Trước đó khó khăn lắm anh mới thấy gia đình em được đoàn tụ. Anh cảm thấy rất vui mừng cho hai em. Anh nghĩ em của anh không vô tình như vậy. Kết quả thì em lại rời xa Tâm Lan. Rốt cuộc em muốn làm cái gì đây? Chiêu Sơn, anh nghe em nói đi. Chiêu Sơn? Em kêu anh là Chiêu Sơn sao? Sao lại trở mặt như cuốn sách như vậy? Trước đây em gọi anh là anh hai này anh hai nọ, bây giờ thì trở mặt không nhìn người. Em quay về cho anh. Nếu không, Nếu không anh sẽ lấy mạng em. Dừng tay. Lâm tiên sinh, mời ông nhanh chóng rời khỏi nhà của tôi. Đây là nhà của tôi, tôi không cho phép ông ở đây làm bậy. Nó là em trai của tôi. Tôi đang dạy dỗ em trai của tôi. Đó là một đứa bỏ vợ bỏ con, bỏ rơi mẹ già, một đứa bất hiếu. Tôi không thể dạy dỗ nó hay sao? Có một số chuyện anh không biết. Chuyện gì tôi cũng biết hết. Lần này anh ấy bỏ nhà ra đi là Tâm Lan đã kêu anh ấy đi. Hả? Là Tâm Lan kêu em đi hả? Các hồ dìu bắt đây, hồ đây, bố vô. Nguyên cả ngày bắt thịt heo, vất vả rồi, vất vả ha. Đâu có sao. Hả? Ê, hai người nghe nói gì chưa? Nghe Sơn Hà nói Thiên Tống về lại qua phải rời khỏi thôn chúng ta, phải quay về Singapore. Hả? Vậy Tâm Lan làm sao? Trời ơi, Chiêu Thuận này, sao nói đi là đi vậy? Thì đó. Đi. Ê, đi. Nhanh lên, trong tiệm nha. Nè. Hả? Tiệm thuốc bắc của chị còn không có ai trông, còn giúp em trong tiệm tạp hóa hay sao? Ê, em hỏi chị nha, có phải chị đòi chia gia tài của ba với em không? Đúng vậy, không sai. Ê, vậy thì sau khi lấy chồng, có từng giúp trong tiệm một ngày nào không hả? Ừ. Không có đúng không? Vậy thì lấy gì chia gia tài với em? Tránh ra, trong tiệm đi. Ê, nè. Chị muốn chia một số gia tài, trông coi tiệm cũng rất xứng đáng. Mua đồ nè. Mua gì vậy? À, thôi khỏi đi. Nè. Bệnh thần kinh. Chị thật sự khẳng định Thiên Tống không phải Chiêu Thuận. Em hẹn chị ra đây là để hỏi chuyện này sao? Không phải sao? Chuyện này đều liên quan đến cả ba chúng ta. Chị rất cảm ơn em đã trả lại Thiên Tống cho chị. Cho dù đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, chị đã rất mãn nguyện rồi. Chị không mong gì hơn nữa. Chị sẽ luôn giữ điều đó mãi ở trong lòng. Giờ chị trả Thiên Tống lại để hai người kết hôn. Kết hôn sao? Hai người cũng nhanh chóng kết hôn đi. Chị cảm thấy em và Thiên Tống có thể sao? Ông trời thật là trớ trêu. Hai chúng ta đều yêu Thiên Tống, Thiên Tống cũng đều yêu chúng ta. Thực ra trong lòng ba chúng ta cũng rất đau khổ. Tâm Lan, Thiên Tống chính là Chiêu Thuận. Chị thật sự nỡ lòng để anh ấy ra đi sao? Chúng ta đừng nhắc tới Chiêu Thuận nữa. Thiên Tống là của em, chị cũng mong anh ấy quay về Singapore có thể vui vẻ, hạnh phúc. Chị chúc phúc cho hai người. Tạm biệt. Tâm Lan, Chiêu Thuận là của chị. Chỉ là anh ấy mất đi trí nhớ, nhưng anh ấy mãi mãi là của chị. Mãi mãi là của chị.
Thiên Tống, anh đã suy nghĩ kỹ, thật sự muốn rời khỏi đây sao? Em đừng nói gì nữa, chúng ta đi thôi. Ê, có cần gặp Tâm Lan lần cuối không? Chẳng lẽ anh không nói lời từ biệt với Tâm Lan sao? Tốt nhất là như vậy. Thiên Tống, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Lẹ quá. Nếu như bây giờ chúng ta không chịu đi, anh sợ sẽ không đi được. Đi thôi. Bọn họ đi rồi. Bọn họ thật sự phải về Singapore sao? Cái gì? Cả hai đều bỏ đi à? Chính xác không sai. Tuyệt đối chính xác không có sai đâu. Với lại trước khi đi, Lễ Qua còn hỏi hắn có cần đi gặp Tâm Lan hay không. Cái con người tán tận lương tâm đó thật quá tuyệt tình mà. Hắn còn nói không muốn gặp lại bọn họ nữa. Hắn phải ra đi, không cần Tâm Lan nữa, không cần con cái nữa, ngay cả người mẹ ruột của hắn cũng không cần nữa. Ông chủ, loài người bất hiếu như vậy, tôi hận không thể trái một đấm, phải một đấm, đánh cho hắn một trận. Tôi... Lạc Thiên, cậu muốn làm gì? Tôi muốn giết hắn. Được rồi Lạc Thiên, ngài đừng kích động mà. Được rồi, Lạc Thiên, qua đây qua đây. Tôi biết cậu là người anh em chính nghĩa, rất quan tâm đến gia đình Tâm Lan. Qua đây, ngồi xuống đi, đừng có nóng giận mà. Đây đây, uống trà đi ha. Lạc Thiên à, bình tĩnh trước đi. Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Thiên Tống là loại người như vậy, không lẽ cậu không cảm thấy à? Giết hắn chỉ làm bẩn tay của cậu thôi. Ờ đúng hả? Ông chủ, anh nói rất đúng. Hắn làm sao so sánh được với tôi? Tôi thấy là Tâm Lan giống dĩ không nên yêu Lâm Chiêu Thuận. Ông chủ, lần này anh nói rất là đúng. Hắn là thằng khốn nạn vừa gạt tiền vừa gạt sắt. Không được. Ông chủ, đi. Không được. À, Lạc Thiên à, đi đâu vậy? Nhà Tâm Lan. Ê, đến nhà Tâm Lan làm gì? Tôi phải nói với Tâm Lan, chỉ có ông chủ mới xứng đáng với chị ấy, mới đủ tư cách yêu chị ấy. Đi. Ê, được rồi, Lạc Thiên à, đừng kích động mà. Ờ, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ bây giờ Tâm Lan chắc chắn đang rất buồn. Cậu mau qua đó giúp tôi an ủi cổ. Ngày khác tôi sẽ kiếm thời gian an ủi Tâm Lan. Tốt. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ, đúng là quá tốt. Tôi nể phục anh, ngưỡng mộ anh. Ông chủ, bây giờ tôi sẽ đi gặp Tâm Lan. Nè, nhất định phải nhớ, không được kích động nha. Hả? Đừng kích động. Không kích động, không kích động. Đi đi. Ông chủ à, quá trình của sự việc này là như vậy đó. Xem như đó phúc lớn mạng lớn. Từng là bạn bè thì đừng truy giết nữa, tha cho nó đi. Ông chủ, vậy ý của ông nói là? Tôi có thách nó cũng không dám quay lại. Rồi, cứ cho nó một con đường sống đi. Dạ. Tâm Lan, Tâm Lan, Tâm Lan. Đại Hải, anh đừng làm như vậy mà. Em nghe anh nói như vậy. Nghe nói đi, nghe anh nói đi. Anh muốn em ra đi, người ta nhìn thấy sẽ đàm tếu đó. Anh chính là muốn người ta nhìn thấy mà. Đại Hải à. Tâm Lan, những lời này anh đã để trong lòng 20 mấy năm nay. Em nhất định phải nghe, em nhất định phải nghe nói. Đại Hải, em cầu xin anh hãy buông em ra đi. Hãy để em đi đi, để em đi đi có được không? Tâm Lan à, anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy được không? Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa mà. Em nhìn anh đi có được không vậy? Em biết không,
Trong 20 năm nay, anh đã rất hy vọng em có thể... Anh đừng nói nữa, em xin anh đó, đừng nói nữa. Tâm Lan à, anh xin em. Trong lòng của em đừng chỉ có Chiêu Thuận thôi. Em nhìn đi, bây giờ cái ăn, cái ở, cái mặc cũng đã tới mức này rồi. Tại sao em còn phải nhớ Chiêu Thuận? Tại sao em còn phải nhớ Chiêu Thuận? Nói đi, nói đi. Đại Hải, người em yêu là Chiêu Thuận. Em yêu Chiêu Thuận tới như vậy sao? Bây giờ hắn đã bỏ em mà đi, bỏ rơi con cái không quan tâm, em còn nói em yêu Chiêu Thuận à? Đúng, em yêu Chiêu Thuận. Khờ dại, khờ dại, khờ dại. Thật sự quá khờ dại. Chiêu Thuận vốn không xứng đáng để em yêu đâu. Trên thế giới này chỉ có Đại Hải anh đây mới xứng đáng để cho em yêu. Tâm Lan à, anh đừng nói nữa. Chỉ có anh mới thật sự yêu em. Em anh... em nghe rõ như vậy. Anh buông em ra đi. Tâm Lan, buông ra. Buông em ra để em đi đi mà. Tâm Lan, buông ra. Tâm Lan, Tâm Lan, Tâm Lan. Đáng ghét, đồ nhà nghèo, dám dạy hư con tao, tao đánh chết mày. Đáng ghét, dám không nghe lời tao, tao đánh chết mày. Mày dạy hư con của tao, tao đánh chết mày, đánh chết mày. Đồ nhà nghèo, mày thật đáng chết, tao đánh chết mày. Em chửi đủ chưa vậy? Chưa xong. Xưa này chính cát rất đồng lòng với em, bây giờ đã bị Tâm Lan dạy hư, em có thể không giận hay sao? Hôm nay là chính cát nói không hề sai. Người làm mẹ như em, thường ngày làm sao dạy dỗ con cái vậy? Làm sao dạy con đạo lý làm người đây? Đều trách em. Bây giờ Tâm Lan giúp đỡ em dạy dỗ con, em nên cảm ơn em ấy mới phải chứ. Nực cười. Em thương chính cát, chiều chuộng, bảo vệ nó, để nó có cuộc sống tốt. Như vậy là sai sao? Tất cả đều do người mẹ đáng ghét của anh ngang nhìn nó giúp Tâm Lan. Em biết là từ khi em bước vào căn nhà này, bà ta đã không thích em. Được, kể từ hôm nay, trong mắt em cũng không có mẹ chồng với bà ta nữa. Em đang nói cái gì vậy? Bà ấy là mẹ của anh đó. Mẹ anh? Bà ta không thích em thì tại sao em lại phải đối xử tốt với bà ta? Nói đi, anh cần bà ta hay cần em? Trong lòng của anh là mẹ quan trọng hay là em quan trọng? Hai chuyện này sao có thể so sánh được đây? Sao lại không được? Mấy người các người đều bị mẹ chồng nàng dâu họ mua chuộc rồi. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với em, anh cần mẹ anh hay là cần em? Được, anh không nói thì em xem như anh lựa chọn ngôi nhà này. Nhưng mà dù hơi khó nghe, nhưng em nói trước, từ nay về sau anh không được đến nhà của mẹ anh gặp bà ấy nữa. Nếu không anh sẽ... Thái Hà. Tóm lại, có bà không có em, có em không có bà. Mẹ, nhìn ba có vẻ rất đáng thương. Ba con xưa nay thường hay tỏ ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp. Mẹ hiểu ba con nhất, mà kệ ổng. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Nếu sau này lớn lên, con lấy vợ, vợ con cũng không cho con gặp mẹ, vậy thì phải làm sao? Không có đâu, con ngoan như vậy, mẹ là người thương con nhất, con sẽ không bỏ mẹ đâu. Ha. Hình như ba rất đau lòng. Bình thường ba con đã thích tỏ cái kiểu buồn bã đó rồi. Mẹ hiểu ổng nhất, mặc kệ ổng đi. Mẹ, sao mẹ lại có thể như vậy? Nếu sau này lớn lên, con cưới vợ, vợ con cũng không cho con gặp mẹ, vậy thì làm sao? Trời ơi, không đâu, con ngoan hiền như vậy, mẹ thương con nhất mà, không có chuyện con không cần mẹ đâu. Ghé vô đi, cá khô, cá khô. Cầm lấy đi, lần sau tới mua nữa nha. À, được rồi, lấy miếng nào ạ? Đợi một lát ha. Dạ, chờ chút. Cá khô, cá khô. Chiêu Sơn, cái ông làm biếng này, mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa dậy nữa. Ủa, đâu rồi? Chắc lại đi kiếm mẹ ổng rồi. Người nhận
Vợ hiền thái hả? Thái Hà, tôi đi đây. Đứng giữa bà và mẹ tôi không còn cách nào lựa chọn. Người mẹ đã sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ tôi, bà không cho tôi đi thăm, bắt tôi mặc kệ bà ấy, tôi thật sự không làm được. Với yêu cầu của bà, tôi không dám đi thăm bà ấy. Điều này khiến tôi rất đau khổ. Nhưng mà tôi cũng không muốn ly hôn với bà, để gia đình mình tan nát. Thường ngày tôi đã không muốn cãi nhau với bà rồi. Dĩ hòa vi quý, luôn muốn gia đình êm ấm, mọi chuyện thuận lợi, nên bà muốn ly hôn với tôi cũng không làm được. Với tình cảnh khó xử như vậy, tôi định phải chọn cách ra đi. Chăm sóc chính Cát cho tốt, đừng quá nuông chiều nó. Điều đó cần là sự dạy dỗ, chỉ bảo chân thành. Mong rằng sự ra đi của tôi sẽ khiến sự việc sẽ kết thúc tốt đẹp hơn. Chồng, Chiêu Sơn giết. Lâm Chiêu Sơn, đồ đàn ông nhu nhược, vô tích sự. Ông tưởng ông dùng cách này có thể khiến tôi khuất phục sao? Ông đừng nằm mơ. Tức chết đi được. Chiều Sơn, ông đi đâu rồi? Ông đi đâu rồi vậy? Ông tuyệt tình quá đó. Dù sao cũng là vợ chồng, đi cũng phải nói một tiếng chứ. Rốt cuộc ông đã đi đâu? Chỉ có một mình, không có Chiều Sơn ở bên cạnh, cuộc sống cũng vô vị thật. Là sao vậy? Không lẽ mình đã sai thật rồi sao? Ba, ba ơi, ba về rồi. Ba chơi với con. Ba, ba, ba về rồi. Ba chơi với con đi, chơi với con. Ba, ba ơi, ba, ba. Ba về rồi. Ba về rồi. Mau chơi với con đi. Ba về rồi. Ba về rồi. Ba về rồi. Mau lại chơi với con đi ba. Ba về rồi. Ba. Con cái không có cha bên cạnh, thật là tội nghiệp. Ba, mau lại chơi với con đi. Ba ơi, chơi với con. Thím Dương à. Chiêu Sơn à. Nè, sao chú lại ngủ trước cửa nhà tôi vậy chứ? Mau đứng dậy đi. Đứng dậy, vô nhà nằm ngủ nè. Vô trong đây. Vô trong đây đi. Uống ly trà nóng đã. Cảm ơn thím. Chiêu Sơn à, sao chú không về nhà? Con cãi nhau với Thái Hà, giận lên nên bỏ ra ngoài. Thầm nghĩ con không thể đến nhà Tâm Lan được. Chắc chắn Thái Hà sẽ đến nó kiếm. Nhà ba vợ con càng không thể tới, ông ấy sẽ lôi con về cho coi. Con cứ đi hoài hoài trong thôn như vậy, cuối cùng thì tới đây. Con mệt quá nên ngủ quên. Không biết là nằm trước nhà thím, thiệt ngại quá. Thái Hà đúng là dữ dằn thiệt đó. Nhưng hai vợ chồng cãi nhau,
đầu giường cải, cuối giường quề, đâu có thù hằn gì. Chú cứ về nhà nói đàng hoàng với cô ấy. Nếu chú không về, cổ sẽ lo lắng lắm đó. Không được đâu. Bây giờ chắc chắn cô ấy đang rất nóng giận. Con về, thế nào cô ấy cũng coi thường con cho coi. Hơn nữa, chưa chắc gì cô ấy đã lo lắng cho con. Trong lòng cổ quan tâm nhất, ngoài thằng Chính Cát ra, chỉ có tiền của cổ và cái tiệm mà thôi. Nhưng nếu chú không về thì chú đi đâu? Chú đâu thể ở ngoài đường được. Chú làm vậy không có được đâu mà. Thiếm Dương à, con có thể bàn với thiếm chuyện này hay không? Chuyện là... Vậy chú định ở nhờ chỗ này chứ gì? Được rồi, vậy tối nay chú cứ ở đây đi ha. Có một đêm thôi sao? Có thể cho con ở thêm mấy ngày được không? 3 ngày được không thiếm? Con năn nỉ mà. Con phải đợi cho Thái Hà nguôi giận rồi mới có thể về nói chuyện với cổ được. Được, 3 ngày thì 3 ngày. Tới lúc đó chú nhất định phải về đó nha. Vợ chồng cãi nhau không có giận lâu được đâu. Dạ được, dạ được. Cảm ơn thiếm. Không có gì. Thiếm Dương à, thiếm đừng có nói chuyện con ở lại đây cho ai biết hết nha. Cảm ơn. Cảm ơn thiếm. Bà có biết phải trái đúng sai không vậy? Không biết đó thì sao? Nếu không thì chúng ta ly hôn đi. Bà. Ừ? Đúng là ngang ngạnh mà. Mấy bữa nay Chiêu Sơn không ở bên cạnh, mình có hơi cảm thấy bực bội trong người, khó chịu thật. Bà quậy đủ chưa vậy? Chưa. Từ nay về sau ông không được tới nhà mẹ ông thám bảy nữa, nếu không thì ly hôn. Thái Hà, tóm lại ông chọn bảy thì không chọn tôi, đã chọn tôi thì không có bảy. Thực ra nghĩ lại ông cũng tội nghiệp thật. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Nếu sau này lớn lên con cưới vợ, vợ con cũng không cho con gặp mẹ, vậy thì làm sao? Chiều Sơn, ông đi đâu rồi? Ông nhẫn tâm không về nhà thật sao? Ông cũng biết tôi lo cho ông lắm không? Ông không cần cái thật sao? Hay là tôi đã làm sai thật rồi? Chiều Sơn, tôi sai thật rồi. Chiêu Sơn về rồi. Chiêu Sơn, ông cũng còn biết về nhà đó hả? A Minh. Bà chủ à, bà chủ, tiệm phải mở cửa mà tôi còn phải ra chợ lấy hàng. Phải có ai đó coi tiệm chứ, mình tôi làm sao hết. Biết rồi. Chiều Sơn, không biết ông ở ngoài có ăn no, ngủ có ngon không? Đã mấy ngày rồi, ông cũng nên về nhà đi chứ. Bà chủ ơi, ăn mì đi bà chủ. Tôi không đói. Bà chủ à,
Gần đây bà ốm đi nhiều luôn đó. Ông chủ về mà thấy vậy, ông sẽ rất đau lòng cho coi. Đau lòng hả? Nhà ông còn không thèm về, đau lòng cái gì chứ? Đi làm việc của cậu đi. Dạ. Cô có nhìn thấy Chiêu Sơn chồng tôi không? Hình như tôi thấy đi về phía đằng kia kìa. Thật sao? Chị qua đó coi thử đi ha. À, cảm ơn cô. À, anh có nhìn thấy Chiêu Sơn chồng của tôi không? Hả? Mấy ngày trước tôi có thấy ổng, nhưng mà mấy bữa nay thì không. Mấy bữa nay không có gặp. Mẹ, mẹ tìm thấy ba chưa? Ba con không cần chúng ta nữa rồi. Ông sẽ không về đâu. Ông sẽ không về đâu. Ba. Ba ơi, ba mau về đi. Con và mẹ rất nhớ ba. Ba ơi, ba về nhà đi. Con và mẹ rất nhớ ba. Ba ơi, ba về đi. Con và mẹ đều rất nhớ ba. Ba về giúp con đi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi, ba về giúp con đi. Ba ơi. Lồng đèn đây. Bà Dương nhìn nè, ha, vừa đủ. Đây đây. Gần đây á, thôn mình xảy ra nhiều chuyện quá đi. Hầu như nhà nào cũng có chuyện hết á. Chỉ là nhà ông được yên ấm thôi, vui vẻ thuận hòa nữa chứ không xảy ra chuyện gì hết. Ông thiệt là có bản lĩnh quá đi. Nói thiệt nha, cả cái thôn này nếu nói tới quản lý tài sản, tôi là đứng nhất. Làm người tôi cũng đứng nhất. Dạy dỗ con cái đứng nhất luôn. Phải đó, phải đó. Con cái ngoan ngoãn á, không có gì lạ hết. Tới mấy con gà bò heo vịt tôi nuôi á, con nào cũng ngoan hết nữa. Là con gà trống đúng 6 giờ sáng là gáy, không sớm không muộn dù chỉ 1 phút. Ngoan lắm à. Phải. Sau này á mà tôi có vấn đề gì á ha, tôi nhất định tới nhờ ông tư vấn đó nha. Tôi phải học hỏi cái ông mới được đó. Một cái, hai cái. Sau này bà mà gặp chuyện gì cứ tới hỏi tôi, chắc chắn là tôi có thể giúp được bà. Đặc biệt là về phương diện dạy dỗ con cái, tôi có kinh nghiệm lắm. Phải. Thằng Khang Khá nhà ông á, vừa lễ phép mà vừa hòa đồng nữa chứ. Nhìn nó tôi biết ngay là ông giỏi dạy con cái rồi. Cái thôn này không ai sánh được cái ông hết trơn hết trọi. Đúng vậy. Bà thật là nói chính xác đó. Con không muốn sống nữa. Con không muốn sống nó nữa. Con gái tôi thường hay giọng dẻo với tôi vậy mà. Sao nó khóc dữ vậy? Con muốn chết. Vậy bà đi nha. Con không muốn sống nữa. Sao vậy? Ai ăn hiếp con? Ba ơi, là Chiêu Sơn. Chiêu Sơn à? Sao có thể chứ? Nó không bị con hiếp thì đã mừng rồi. Sao mà nó ăn hiếp con được cơ chứ?
Con giỡn với ba hả? Không phải. Chiêu Sơn bỏ nhà đi rồi. Con kiếm ảnh ba ngày nay mà không thấy đâu hết. Anh ấy không cần con nữa rồi. Sao lại như vậy chứ? Con phải làm sao đây? Gần đây nhà con xảy ra nhiều chuyện. Chính Cát cũng không muốn ở nhà. Chỉ có mỗi mình con. Con sống không nổi nữa rồi. Sao lại thành ra như vậy? Mấy cái chiêu mà ba chỉ con trước đây con dùng hết chưa? Có chứ. Ba kêu con trong vòng 3 ngày sau khi cưới phải khống chế được anh ấy. Nếu anh ấy mặc kệ con thì con mặc kệ lại. Nếu anh ấy lớn tiếng với con thì con phải chửi lại lớn tiếng hơn. Không được để yếu thế. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải quản. Nắm hết quyền trong tay. Mấy cái đó con đều làm được rồi. Nếu làm được rồi vậy con có làm tốt không vậy? Tốt? Tốt cái gì mà tốt? Giờ thành ra như vậy rồi. Chồng thì bỏ nhà đi. Chính cá cũng không muốn về nhà. Chỉ còn là mình con thui thủi một mình. Ba ơi, tại ba hết đó. Sao tại ba? Mấy cái này đều do ba dạy con. Nghĩ lại mười mấy năm nay, con lúc nào cũng hung dữ với Chiêu Sơn. Anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn con. Tội nghiệp anh ấy quá. Nó cũng phải à? Quá phải luôn chứ còn gì. Ba, con nói cho ba biết, nếu Chiêu Sơn không về nhà, con sẽ không kêu ba là ba nữa. Chiêu Sơn. Chiêu Sơn. Thái Hà. Thái Hà. Chiêu Sơn. Chú Kim à, con gái chú à. Mới nãy bà không nghe thấy hay sao? Nếu không tìm thấy con rể tôi Chiêu Sơn á, nó không giận mặt tôi nữa. À, thì ra là vậy. À, bà muốn mua gì? À, không có mua gì hết. Tôi không mua gì hết. Vậy thôi, à, tôi không có hỏi thêm. Sai rồi. Mình nghĩ đập xưa vợ mình không chịu đổi cái tính trò đò tính toán của mình. Cái gì cũng cắt giảm, cái gì cũng tiết kiệm. Đến tiền viện phí của bà mình cũng tiết kiệm. Mới hại bà chết sớm. Mình sai rồi. Sai rồi. Mình sai rồi. Sai rồi. Bao nhiêu năm nay sao lại vẫn như vậy chứ? Lẽ ra nên sửa từ lâu rồi. Ăn đi mẹ. Ăn đi. Tâm Lan, mẹ thấy Đại Hải là người rất tốt. Mẹ cũng thấy được, từ sau khi nhà chúng ta xảy ra chuyện, nó luôn đối xử rất tốt với con. Ý của mẹ là... Mẹ, đừng nói nữa, ăn cơm đi. À, phải rồi. Gần đây Kiến Hiền không được khỏe. Hôm đó con dẫn nó đi khám bệnh, bác sĩ nói chúng ta phải để ý một chút. Tuần sau con muốn nó kiểm tra lại. Tính tình của Kiến Hiền giống như Chiêu Thuận vậy, giỏi chịu đựng lắm. Nó sợ con lo lắng nên mới nói không sao. Nghĩ tới mấy đứa nhỏ, mẹ thật sự cảm thấy rất đau lòng. Tầm Lan, con vừa phải lo cái nhà này, vừa phải dạy dỗ mấy đứa nhỏ. Con đã vất vả rồi. Mẹ à, không sao, con không sao. Tầm Lan, mẹ nói thật đó. Nếu như Đại Hải tốt với con thật lòng, thì con nên... Mẹ,
Con đã nói rồi, đừng nói chuyện này nữa mà. Con vĩnh viễn là con dâu của nhà họ Lâm, là vợ của Chiêu Thuận. Chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi không chia lìa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Mẹ tin con nha mẹ. Chiêu Sơn, Chiêu Sơn. Thái Hà. À, chị dâu. À, mẹ. Thái Hà. Tâm Lan, hai người nói thật với con, mấy bữa nay Chiêu Sơn có tới đây không? Hả? Con nói đã mấy ngày liền Chiêu Sơn không về nhà sao? Anh ấy bỏ nhà đi rồi. Hai đứa lại cãi nhau à? Con nói với anh ấy. Thái Hà, vợ chồng với nhau cãi nhau là điều khó tránh, nhưng mà Chiêu Sơn mấy ngày liền không về nhà là nó đã không đúng rồi. Thái Hà, con đừng sốt ruột, mẹ giúp con đi kiếm nó. Chị dâu à, tôi cũng sẽ đi kiếm giúp chị nha. Tâm Lan, cô cũng kiếm giúp tôi nữa hả? Trước đây tôi đối xử với cô. Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Mọi người sẽ giúp chị đi tìm kiếm mà. Ờ, giữa anh chị có chuyện gì hiểu lầm sao? Mấy bữa trước, Chiêu Sơn dù có chuyện gì hay không cũng qua bên đây. Chính Cát cũng vậy. Cô rất giận, nên cô mới nói với anh ấy, nếu chọn mẹ thì không có tôi. Có lẽ câu này làm anh ấy đau lòng. Tại sao con lại nói như vậy với nó? Phải, giờ con cũng thấy mình quá đáng quá rồi. Thái Hà, thật ra vợ chồng phải nhường nhịn nhau. Thái Hà, sao sắc mặt con kém vậy? Con mệt ở đâu à? Hả? À, phải đó chị dâu. Có phải do mấy bữa nay anh không có ở nhà nên chị sốt ruột, có đúng như vậy không? Ai trời ơi, giờ tôi mới biết cảm giác mất chồng là như thế nào. Tâm Lan, tôi đã hiểu nỗi khổ của cô rồi. Không, ý tôi là cô còn khổ sở hơn tôi gấp trăm lần. Không được, tôi phải đi tìm Chiêu Sơn. Tôi phải đi tìm Chiêu Sơn. Tôi phải. Chị dâu. Thái Hà. Chị dâu hả? Mẹ, Thái Hà, mẹ đưa chị đi bệnh viện đi mẹ. Tâm Lan, tôi không muốn sống nữa. Nếu Chiêu Sơn còn không về, tôi không sống nổi nữa đâu. Được rồi, được rồi. Mới mấy ngày không gặp Chiêu Sơn đã sống không nổi rồi. Chiêu Sơn sẽ về mà, con yên tâm đi, hả? Không được, con phải đi tìm Chiêu Sơn. Con phải đi tìm Chiêu Sơn. Không được, không được. Con phải nghe lời của bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt. Mấy bữa nay con có ngủ được đâu. Tâm Lan, con đem thuốc tới đây. Chị dâu à. Nè, uống thuốc đã. Chị yên tâm đi. Uống thuốc đi nha. Nếu anh mà thấy chị như thế này sẽ đau lòng lắm đó. Chị yên tâm đi. Em và mẹ sẽ kiếm anh Chiêu Sơn về cho chị nhanh thôi mà. Tâm Lan, trước đây tôi đối xử với cô không tốt, giờ cô lại đối xử với tôi như vậy. Tôi... Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, mau uống thuốc đi. Cảm ơn Tâm Lan. Mẹ. Tâm Lan. Anh hả? Chiêu Sơn, con đi đâu vậy? Hai người đều ở đây sao? Chiêu Sơn, ông vừa tới là hỏi thăm mẹ và Tâm Lan. Không lẽ ông không thấy tôi sao? Tôi xém chút bệnh chết vì ông rồi đó. Nếu trong lòng ông không có người vợ này thì ông đừng tới thăm tôi. Nếu không thì chúng ta ly hôn chứ gì, có phải không? Tôi đâu có nói như vậy. Đâu có sao. Nói ra đi, bà cứ nói ra đi. Tôi không dám nói. Được rồi Chiêu Sơn, hai vợ chồng phải hòa thuận với nhau. Hơn nữa con là đàn ông, tại sao cứ nói ly hôn hoài vậy, không ra làm sao hết. Mẹ à, thường ngày Thái Hà đối xử tệ với mẹ như vậy, đối xử cay nghiệt với Tâm Lan như vậy. Đừng nói nữa mà. Với lại cô ấy thường lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp con. Không được nói nữa. Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, vợ chồng thì phải sống hòa thuận với nhau. Mẹ, vậy được rồi, con nghe lời mẹ. Nhưng mà Thái Hà nói với con, phải lựa chọn giữa mẹ và cô ấy. Nhưng mà con muốn cả hai, nên đành phải bỏ nhà ra đi thôi.
Đó là lời Thái Hà nói lúc nóng giận thôi, sao con có thể tin là thật? Con là chồng phải nhường nhịn một chút. Bình thường mẹ dạy con như thế nào hả? Nhưng mà... Mẹ, mẹ đừng giận, đừng la Chiêu Sơn nữa. Thực ra con cũng có lỗi. Mẹ đừng có la anh ấy nữa. Con cái đã lớn như vậy rồi, còn không hiểu chuyện nữa. Mẹ, con sai rồi. Mau, xin lỗi Thái Hà đi. Trời ơi, qua xin lỗi nó đi. Thái Hà, tôi xin lỗi bà. Nhưng mà nói thật ra, tôi cũng rất nhớ bà đó. Chiều Sơn. Được rồi, được rồi. Mẹ và Tâm Lan còn có chuyện phải đi đây. Thái Hà, một ngày vợ chồng ân ái trăm năm, con phải biết trân trọng đó. Mẹ, Tâm Lan, chúng ta đi thôi. Hai đứa nói chuyện đi. Chị dâu à, giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi. Chúng tôi đi đi. Được rồi. Chào anh, bảo trọng nha. Dưỡng bệnh cho tốt nha. Mẹ, mẹ. Hả? Mẹ đợi chút. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con biết con sai rồi. Con đã quá ích kỷ. Mẹ và Tâm Lan không chấp nhất chuyện trước kia còn đối xử với con tốt như vậy. Sao hai người không đánh con, chửi con chứ? Con đáng đánh lắm. Con đáng đánh. Mẹ, con cúi đầu lại mẹ. Thái Hà, đứng dậy đi. Thái Hà, đứng dậy. Mẹ. Thái Hà, chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi. Sau này con với Chiêu Sơn phải sống với nhau cho tốt ha. Mẹ, con sau này con sẽ nghe lời mẹ. Chỉ cần hai đứa sống tốt thì mẹ yên tâm rồi. Chiêu Sơn, đối xử với Thái Hà tốt một chút. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Tâm Lan, chúng ta đi thôi. Sống tốt nha. Mẹ, Tâm Lan. Mẹ. Chiều Sơn, tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Sau này nếu tôi lại như vậy, ông cứ ly. Đừng nói như vậy nữa. Đừng có nói nữa. Sau này cũng đừng nhắc tới nó nữa. Được, tôi không nói nữa. Không được nhắc tới ly hôn nữa ha? Đó, bà lại nhắc tới rồi kìa. Mẫn Nhan, đi nhanh lên em. Ngoài chuyện giá lưới ra, chị còn nhiều việc phải làm lắm. Chị, em vui lắm. Giờ em biết giá lưới rồi. Sau này em cũng có thể giúp mẹ rồi. Mẫn Nhan ngoan quá, còn trông minh nữa. Em bị đau bụng quá. Chị, cháu bụng sao vậy? Đi, chúng ta về nhà. Anh ơi, em sao vậy? Cháu không sống, quá đau quá. Mình đi bệnh viện thôi. Đau quá. Ráng chịu một chút đi. Anh có sao không? Bác sĩ à, con tôi sao rồi? Tôi mới chích cho bé một mũi, tạm thời giảm đau đã. Đau ruột thừa cấp tính, bình thường không để ý. Bây giờ phải chuẩn bị mổ gấp thôi, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tôi đã từng nói tốt nhất là mổ ngay. Chị làm thủ tục đi mà. Được, được, được. Tôi đi liền, tôi đi liền. Cảm ơn bác sĩ. Kiến Hiền. Kiến Hiền. Mẹ nói là sẽ đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Mà bây giờ con đã bệnh như vậy rồi. Làm sao đây? Con phải nghĩ cách. Con nhất định sẽ nghĩ cách. Tâm Lan, giờ mà mổ thì phải có tiền. Nhưng mà nhà mình bây giờ đâu còn đồng nào đâu. Mẹ, không sao đâu. Con sẽ có cách mà. Con nhất định sẽ nghĩ ra cách mà. Mẹ ở đây coi chừng Kiến Hiền. Con ra ngoài một chút được. Nha mẹ. Được, được. Kiến Hiền, con phải cố lên. Cháu rồi. Ông chủ, cháu rồi. Có chuyện xảy ra rồi. Lạc Thiên à, đừng có suốt ngày hớt ha hớt hải. Sao lại nói ông chủ chết rồi? Tôi vẫn còn sống ở đây mà. Không phải, là Kiến Hiền bị bệnh nằm viện rồi. Hả? Kiến Hiền bị bệnh à? Nghe nói bệnh nặng lắm, phải mổ gấp mới được. Không thì khó mà giữ được tính mạng. Ông chủ, nếu lần này không giúp Tâm Lan,
Kiến Hiền sẽ chết đó. Nó bậy, nó bậy. Cái gì mà sống sống chết chết? Nó xui xẻo không à? Kiến Hiền là con trai duy nhất của Tâm Lan, tôi không thể nào không giúp cổ. Ông chủ, anh tốt thiệt đó, anh là ba mẹ tái sinh của Kiến Hiền. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Việc của Kiến Hiền tôi sẽ làm cho Tâm Lan thật dễ. Như vậy được chưa? Ông chủ, tôi thấy đây là cơ hội tốt để anh biểu hiện đó. Nếu Tâm Lan mà cảm động đó nghe, không chừng sẽ yêu anh đó. Đại Hải, có chuyện sao? Tâm Lan à, chị phải tới tìm tôi chứ. Kiến Hiền bệnh nặng như vậy, nếu không mổ ngay sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn anh quan tâm. Lần này không nhận lời cũng phải nhận lời. Chị đừng lo cái gì, cứ giao hết cho tôi. Cả tiền viện phí tôi sẽ trả cho. Anh... Phải, để tôi. Tôi sẽ cố gắng làm cho Kiến Hiền mau khỏe lại. Thấy chị sống khổ sở như thế này, tôi không đành lòng chút nào. Tâm Lan à, xin em hãy lấy tôi, để tôi lo cho em và các con. Em biết không, thậm chí tôi đã mua sẵn nhà rồi, chỉ đợi em và con về hưởng phước mà thôi. Còn nhớ ngày đầu tiên tôi bước chân vào cái thôn này đã được em chăm sóc. Em là người đầu tiên chấp nhận tôi. Em không hắt hủi đứa con riêng với tôi giống như bao người khác. Lúc nhỏ, nếu tôi bị ai hiếp, em sẽ binh vực tôi, còn an ủi tôi. Mẹ của Sơn Hà ngược đãi không cho tôi ăn cơm, em lén mang cơm tới cho tôi. Sự khích lệ và quan tâm của em đã giúp tôi cố gắng để vượt trội hơn người được như ngày hôm nay. Những chuyện này giống như mới xảy ra hôm qua. Tôi tự nói với mình, nhất định báo đáp cho em. Tâm Lan à, hay để tôi báo đáp cho em có được không vậy? Đại Hải, không, tôi không thể nhận lời anh. Anh đừng nói nữa. Sao em cố chấp như vậy chứ? Em muốn tôi làm sao để mới nhận lời đây? Đại Hải, tôi không thể nhận lời anh. Vậy thì viện phí của Kiến Hiền phải làm sao? Tôi sẽ tự nghĩ cách. Xin lỗi, tôi đi trước đây, cảm ơn anh. Liệu Qua, Liệu Qua, Liệu Qua! Em giết anh, em giết anh, em... Em đang làm gì vậy? Anh còn nhớ con dao này không? Lúc trước có người muốn giết anh. Hả? Anh còn nhớ không? Là con dao này đã đâm vô ngực của anh. Anh còn nhớ không vậy? Nhớ kỹ lại coi có ấn tượng gì không? Anh không nhớ ra. Đây là chứng cứ cuối cùng em đưa cho anh. Có lẽ con dao này em có thể giúp anh nhớ lại quá khứ. Lúc ba em cứu anh trên biển, con dao này đang cắm trên ngực của anh.
Điều này có nghĩa là sau khi bị ám sát anh mới rớt xuống biển. Có người muốn giết anh. Vốn dĩ em không muốn đưa cho anh con dao này. Em sợ anh gặp họa sát thân. Nhưng giờ đã đến nước này rồi, em không thể giấu anh được nữa. Em đoán năm đó nhất định có người muốn gây bất lợi cho anh, muốn giết chết anh. Giả lại còn đợi anh ra biển mới ra tay. Người này chắc chắn rất thân với anh, thậm chí còn rất gần gũi. Là ai? Là ai được chứ? Tại sao lại muốn giết anh? Vì tiền? Vì tình? Hay là có ân oán gì với anh? Cái này chỉ có mình anh mới có thể tìm ra đáp án. Mình anh? Còn em? Khi em đưa con dao này cho anh là lúc em làm cho anh chuyện cuối cùng, cũng là lúc em phải ra đi. Lê Qua, em đi đâu? Em về Singapore. Nhưng mà anh phải ở lại. Em mong anh dùng con dao này tìm lại quá khứ của mình. Em có thể ở lại, chúng ta cùng điều tra sự thật có được không? Không, em ở lại chỉ khiến anh phân tán tâm trí, thậm chí còn phiền đến anh nữa. Em mong anh tìm lại quá khứ một cách đàng hoàng, cẩn thận, rồi quay về bên Tâm Lai và các con của anh. Họ là những người cần anh nhất trên đời này. Lê Qua, em chỉ có một mình, anh không cần lo cho em đâu. Em cũng không có vướng bận gì hết. Sau này chuyện của công ty tất cả nhờ vào anh. Lệ Qua, bây giờ anh không có cách nào một mình anh đối mặt với tất cả. Trong đầu của anh đa phần là ký ức về em. Anh chưa quên thời gian chúng ta vui vẻ bên nhau. Anh biết mình vẫn còn... Thiện Tông, không, Chiêu Thuận. Anh chắc chắn là Chiêu Thuận. Em đã điện thoại hỏi ý kiến của ba. Sau này công ty sẽ giao toàn quyền cho anh quản lý. Cổ phần của công ty anh chiếm hơn một nửa. Sau này anh sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Lệ Qua, Thiện Tông, hãy coi nó là món quà nhỏ của hai chúng ta trong hơn một năm qua. Giả lại anh vẫn chưa nhớ chuyện trước đây, nên tình cảm anh với Tâm Lan chưa khôi phục được. Giờ anh có quyết định như thế nào cũng không công bằng với Tâm Lan đâu. Có khi sau này còn vô cùng hối hận nữa. Em hứa với anh, trong thời gian 3 năm, nếu trong 3 năm anh vẫn không khôi phục được trí nhớ, thì anh cứ qua Singapore kết hôn với em, hoàn thành hôn ước của chúng ta trước đây. Nếu lỡ anh nhớ lại tất cả thì sao? Anh nghĩ em có thể cướp đi ba của các con anh từ tay chúng hay không? Em sẽ chúc phúc cho anh, chúc anh hạnh phúc. Ở rất xa có một người ngày nào cũng nhớ đến anh và cầu nguyện cho anh, chúc phúc cho anh. Người đó chính là em.